Hy vọng là không ai sẽ trèo vào tủ đồ của mình. Ôi, lạ thật đấy, không biết có chuyện gì đang xảy ra vậy, hình như nó đang phát sáng kìa. Chúng ta phải xem thôi. Ôi, kết sắt gì đây? Ừ, không biết luôn. Lạ thật đấy. Ôi, không phải một, mà là ba cái liền. Tớ đề nghị hãy xem có gì bên trong nhá. Ok luôn. Ôi không, dừng lại. Không. Không. Dừng lại. Các bạn đã kéo chúng mình vào thử thách rồi. Thôi được rồi, tớ sẽ là người đầu tiên mở két sắt nhá. Xem nào. Oh wow, thật là tuyệt. Tớ có nước Snickers này. Nhưng mà uống nó như thế nào nhỉ? Tớ cũng không hiểu. Cậu đùa tớ sao? Cậu chỉ cần mở nắp ra thôi. À, tại sao tớ không nghĩ ra nhỉ? Này này, cho tớ thử được không? Ừ, ok. Dĩ nhiên là không rồi. Đây là cốc tai của tớ, vì vậy tớ sẽ uống nó. Ôi, wow, ngon thật đấy. Cái đồ tham lam. Vậy thì tớ chỉ cho cậu cách uống nhá. Phải uống như thế này này, để nó tràn ra khắp mặt như thế này này. Trời ơi, cậu đã làm gì vậy? Cậu đổ hết cả vào mặt tớ rồi. Bây giờ có nghĩa là tớ không còn cái gì để uống nữa. Thật là không công bằng. Trời ạ. Thôi được rồi, đến lượt tớ mở két sắt nhá. Ui, cá. Tại sao cậu được con tai của tớ được con cá? Trời ơi, thật là kinh tởm và hôi hám. Thôi, giữ chén dao tớ ra. Mau ăn đi trước khi nó bốc mùi cả phòng. Ôi, tớ nôn mất. Trời ạ, ghê quá đi mất. Trời ơi, thật là một mớ hỗn độn. Tớ không thể ăn được cả con cá đâu. Nhưng mà cậu phải ăn thôi. Ai, thôi được rồi. Wow. Ôi trời ơi, tớ sắp nôn mất. Thật là kinh tởm. Tại sao các bạn lại bắt tớ ăn cá này chứ? Ghê quá. Ôi trời ơi, bỏ nó ra, cậu đang làm gì vậy? Cậu cười cái gì đấy? Tớ đang hết mở cái xác của bạn đi. Thôi được rồi, tớ đều đồng ý. Đến lúc mình phải mở ra rồi. Thế thôi sao? Một viên Skittles bé tí. Vậy thì chắc là nó sẽ ngon lắm đây. Ôi, kẹo thông thường. Lạ thật đấy. Ê, có chuyện gì đang xảy ra với cậu kia? Trời ơi, các bạn ơi, tớ nghĩ tớ bị thủy đậu Skittles hay sao ấy. Từ nhỏ tớ bị mơ tớ như vậy đấy. Ôi, bây giờ có vô số đồ ngọt ở trên mặt tớ này. Ngon thế. Tớ có thể thử một tí được không? Đi mà. Thôi được rồi. Ngon quá. Trời ạ. Kit, cậu có muốn không? Không không, trông nó tởm thật đấy. Wow, hay thế. Đây thực sự là một căn bệnh hay nhất thế giới luôn. Kit, cậu có muốn thử không? Thử đi nào. Trời ạ, kinh tởm. Thôi, kệ cậu vậy. Trong vòng thứ hai, tớ sẽ mở người két sắt đầu tiên nhé. Thôi được rồi. Wow, thật là bất ngờ. Tớ chưa bao giờ có nhiều poppit như vậy luôn. Cũng poppit thường ấy mà. À không, nó là kẹo dẻo. Các bạn ơi, các bạn đã bao giờ nhìn thấy điều này chưa? Ôi, chúng ngon lắm luôn ý. Tuyệt thật. Wow, cậu may mắn thật đấy. Ừ, tất nhiên rồi. Chúng ngon không thể tin được luôn. Tớ muốn ăn tất cả các poppit này càng sớm càng tốt. Chỉ cần nhìn chúng ngon như thế nào này. Ôi, ừ, trông ngon miệng thật đấy. Ôi, tuyệt vời chưa? Quá là tuyệt. Tớ sẽ ăn hết. Tuyệt quá đi mất. Cho tớ ăn với. Ôi, tớ nghĩ Kate sẽ không phiền nếu chúng ta cắm một miếng poppit còn lại của bạn ấy đâu. Tất nhiên là tớ sẽ phiền rồi. Đừng nghĩ đến việc chạm vào món ngon của tớ. Tránh ra đi. Trời ạ, thôi được rồi, cậu thử đi. Tớ tự hỏi điều gì đang chờ đợi tớ trong két sắt này nhỉ? Trời ơi, tốt hơn là không nên biết. Trong thế giới này tớ sợ nhất là sâu đấy. Tại sao tớ lại bị phạt như thế này? Thật là kinh tởm. Ôi ghê thế không biết. Trời ạ, nhìn nó bay kìa. May quá qua tớ rồi. Tại sao cậu lại ném lên đầu tớ như vậy? Hình phạt này có phải dành cho tớ đâu. Bỏ nó ra nhanh lên. À, chính xác, tớ có một ý tưởng tuyệt vời. Đây, máy hút bụi nhỏ sẽ cứu tớ. Nào, nhanh lên, bỏ hết ra đi. Ôi, hết rồi kìa. Ê, có một con nữa kìa. Gì? Ở đâu? Ngay trên môi bạn ấy. Ôi, trời ơi, tôi thực sự đã bỏ lỡ một cái. Ê, bỏ cái máy hút bụi ra. Đừng hút con nữa. Ê, trời ạ. Sấy xong rồi. Đơn giản luôn. Ôi, Kate, cậu nên nhìn thấy đôi môi của mình. Bây giờ cậu giống như một con ếch vậy. Thôi.
Này nhá, cười vào vấn đề của người khác là không tốt đâu. Đối với điều này cậu sẽ phải ăn những con sâu đó. Cậu làm gì vậy? Trời ơi, thật là tệ. Bỏ ra, eo ơi, ghê quá đi mất trời ạ. À. Thôi không sao, hãy xem có gì đang chờ đợi bạn trong két sắt đi. Được rồi, để tớ mở ra. Có một lọ thuốc nào đó, tớ hy vọng nó sẽ khiến tớ trở thành một cô gái xinh đẹp nhất trên thế giới luôn. Tớ có một cảm giác rất là kỳ lạ. Ấy, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ôi, trời ơi, cứu tớ với, kéo tớ lên, cứu. Ôi, bây giờ cậu là cô gái nhỏ nhất trên trái đất rồi. Điều này cũng có lợi thế của nó đấy. Ví dụ như, bây giờ Poppit của tớ đối với cậu là một tấm lò xo bình thường. Ừ nhỉ, nào thử nhá. Hay thế. Dễ thương quá. Dễ thương thật đấy, tớ chỉ muốn cục cưng đứa bé này thôi. Cho tớ sờ cái nào. Ê, không được đâu. Ai, đau quá. Trời ạ, cậu hãy xem cậu đã làm gì vào ngón tay của tớ đi. Cậu phải trả giá cho việc này. Kết, nếu cậu muốn xem một cô bé chiến đấu với một con sâu phải không? Tớ nghĩ sẽ rất thú vị đây. Nào, cố lên. Julie, chúng tớ tin tưởng vào cậu. Ai, ôi, đau quá. Nhận lấy đi. Này, nhận lấy này. Chết đi. Wow, Julie tuyệt quá đi mất. Sắp thắng rồi. Yeah, cố lên. Wow, Julie xin chúc mừng. Bạn thật là tuyệt vời. Các bạn, tất cả nhờ vào sự ủng hộ của các bạn đấy. Ôi, tuyệt quá. Điều gì chờ đợi chúng ta lần này nhở? Ôi không, tôi chắc chắn sẽ không ăn thịt sống đâu các bạn. Điều này là quá đà rồi đấy. Đây, đĩa của cậu đây. Bon appetit. Trời ơi, ghê quá. Trời ạ, đây không phải là thịt mà là cao su hay sao ấy. Tớ không cắn được. Eo ơi, ghê thế. Đấy, đây chưa đập vào mặt của tớ rồi. Ghê quá đi mất. Thôi được rồi, dao và dĩa sẽ giúp cậu nhá. Vì vậy ăn đi nào, để thử. Ôi, hình như không được. Tớ thậm chí không thể dùng được. Xong rồi, hình như tớ gọi quá đà. Bây giờ tớ thậm chí có thể ăn cả đĩa luôn. Ôi, trời ơi, ghê quá. Ôi, các bạn ơi, ghê quá đi mất. Ôi, tớ nôn mất. Trời ạ, không ăn được nữa đâu. Thôi, Julie, tốt hơn hết, cậu nên mở két sắt của mình ra đi. Thôi được rồi, lần này chiếc đũa thần đang chờ đợi tớ. Tớ tự hỏi nó có khả năng sử dụng đũa phép như thế nào nhở? Làm nào để tớ có thể tìm ra cây đũa phép như này làm gì nhở? Chỉ cần quay nó thôi, như thế này này. À, tớ nghĩ tớ hiểu rồi. Hai, trời ơi, cậu gần như đốt cháy tớ rồi. Cậu xem cậu đã làm gì đi. Tại sao cậu không thể xấu hổ khi đốt người khác sao? Trời ơi. Ôi, tớ xin lỗi nhá, tất cả đều là cây đũa phép. Xin lỗi. Ôi, nó thậm chí còn sẵn sàng làm tổn thương cả tớ này. Thôi, đặt nó lên bàn đi trước khi tất cả chúng ta bị thiêu rụi. Được rồi. Bây giờ, đến lúc cậu mở két sắt rồi đấy Kit. Ok, tớ rất nóng lòng muốn tìm hiểu có gì bên trong nào. Wow, bên trong nó ngon tuyệt vời luôn. Hãy cho chúng tớ thưởng thức món ngon hay cái hấp dẫn này đi này. Ê này, bỏ tay ra. Chỉ có được tớ ăn thôi. Không có nhiều ở đây, chỉ có một xô. Vì vậy nó là của tớ. Bắt đầu thôi nào. Lấy một cái thìa để ăn. Nhưng mà cái thìa này rõ ràng không phù hợp. Cần một cái to hơn. Thôi được rồi. Đấy, bây giờ thì ăn được rồi này. Wow, tuyệt chưa. Không có gì mát hơn kem cho một ngày hè nóng nực luôn. Ít nhất hãy cho chú tớ liếm một chút đi. Không, đặt lưỡi của các cậu trở lại trong miệng đi. Cái đồ tham lam này nữa. Ôi, trời ạ, cậu ấy đóng băng rồi kìa. À, tớ biết làm nào để cứu cậu ấy khỏi tay cóng rồi. Cây đũa phép này sẽ giúp thôi. Ôi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu không có các bạn, tớ sẽ đóng băng mãi mãi. Ôi trời, bây giờ tớ cháy mất rồi. À, cứu, tớ đang cháy. Ôi, đây là một cơ hội tuyệt vời để nấu chín chỗ thịt còn lại. Thay vì thịt sống, mình sẽ ăn thịt nướng thật là ngon. Đấy, tuyệt chưa. Ôi, tớ đang đói lắm. Ôi, ngon quá. Tớ nấu được thịt rất là ngon luôn. Cảm ơn Kết nhiều lắm luôn nhá. Cảm ơn. Tuyệt, ngon quá. Đến lúc tìm hiểu điều gì đang chờ đợi chúng ta lần này rồi. Wow, mọi người đều yêu thích Nutella. Và tớ cũng không phải là ngoại lệ. Hãy nhìn xem này.
Ê, cậu đang làm gì vậy? Không sao, tớ sẽ sửa cho. Đây, đấy, xong rồi. Ai, đau quá trời ạ, đừng ném lung tung chứ. Tớ sẽ không làm điều đó nữa đâu. Bây giờ tớ sẽ ăn Nutella ngon này nhá. Ôi, tuyệt chưa. Julie, cậu thậm chí đừng có mơ đến sô-cô-la. Không sao, tớ có một ít để thử rồi. Mọi người tham lam thật đấy. Nhưng mà nói chung, cũng được một tí. Ngon quá, ngon quá. Ngon thế nhở. Ôi, thôi chết rồi, tay tớ bị kẹt trong lọ. Kêu tớ với. Kêu, 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 kêu. Ha ha, buồn cười, đáng đời cho cậu. Thôi được rồi, đừng lo. Những người bạn thực sự đang giúp cậu đây. Nào, tháo ra. Một ít nữa thôi, sắp xong rồi. Cố lên, cố lên. Cố lên. Được rồi, nhưng mà... Ôi, cuối cùng, thậm chí còn được một ít sô-cô-la trong lọ này. Đặc biệt là chúng ta được ăn rồi. Cảm ơn sự giúp đỡ các bạn. Tôi nghĩ tôi sẽ phải sống với cái lọ trên tay. Nhưng mà ngon quá, vẫn còn sô-cô-la này. Kit, đến lượt cậu mở két sắt rồi. Ừ nhở, nhưng mà nó có mùi hôi. Ôi không, đó là một miếng phô mai rất khó chịu và rất nặng mùi đang chờ đợi bên trong. Các bạn, điều này đã vượt quá mọi giới hạn của tớ rồi. Tớ không ăn đâu. Không, cậu phải ăn thôi. Tớ nghĩ Julie và tớ có thể giúp cậu. Đây này, ăn đi, ăn đi. Ôi kinh quá trời ơi, tớ sẽ nôn mất. Ôi, không sao, không sao. Julie, xem có gì trong két sắt đi. Được rồi, tớ cũng rất muốn biết. Ô, cái cổng này. Chúng ta được thoát rồi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chúng ta đang ở đâu? Ôi, két sắt gì đó. Wow, có món ngon này. Tất cả này là của tớ sao? Tớ muốn thử nó càng sớm càng tốt. Tớ sẽ thử màu vàng, có vị gì không biết. Ồ, bạn ấy biến mất rồi kìa. Ồ, bạn không nhìn thấy sao? Ồ, tớ vô hình rồi, không chạm vào được luôn. Tại sao lại vậy nhờ? À, bởi vì là tớ có những trò rất là vui ở đây đấy. Trời ạ, à, bạn đang làm gì vậy? Lọ đang bay kìa. Ôi, thật là một cơn ác mộng. Ôi, không có gì đặc biệt. Tớ có gì trong két sắt của tớ nhờ? Một miếng phô mai lớn sao? Ôi, nhưng mà tớ rất thích phô mai. Mùi vị thơm lắm sao? Trời ạ, trong két sắt của tớ thì sao vậy? Nó đang di chuyển. Có gì đấy? Ôi, đó là một con chuột. Ôi, kêu tớ. Trời ạ, lấy đi, lấy đi. Ôi, thật là kinh khủng. Ôi, chúng ta phải làm gì bây giờ? Ôi, nó ăn kẹo của cậu rồi kìa. Nó đang trở nên to hơn. Ôi không, nó muốn ăn cái này. Ôi trời ạ, à, nó trở nên to hơn. Trời ạ, à, chúng ta phải làm sao bây giờ? Ôi, chúng ta bị đè nát hết. Ôi, thật là một cơn ác mộng. Ôi, tớ có một ý tưởng. Nếu mà tớ ăn kẹo thì sao? Tớ cũng có thể lớn được. Ồ, nó hoạt động rồi này. Ôi, cứ chờ đấy. Tao sẽ cho mày thấy. Nào, bây giờ hãy bắt đầu trận đấu. Ôi, thật là sợ. Ôi, tránh ra đi. Yeah, cậu có thể làm được. Yeah, tớ đã thắng rồi. Cho cậu chừa. Ôi, bây giờ hãy biến đi ngay lập tức. Ôi, bay tốt lắm. Cậu làm tốt lắm. Nhưng mà cậu trở lại như nào nhỉ? Chính xác. Kẹo màu khác nhau, hoạt động khác nhau. Tớ sẽ thử cái này. Ôi, tớ thu nhỏ lại rồi. Ôi. Còn bây giờ tớ sẽ màu này. Tớ trở lại bình thường rồi. Để lấy lại Mary, chúng ta sẽ cần những viên kẹo này. Và bây giờ chỉ cần bắn nó thôi. Bắt lấy này. Ok, tớ bắt đây. Oh wow. Yeah. Tớ đã thu nhỏ lại. Tuyệt quá. Ôi, tớ trước được không? Tớ tò mò có gì bên trong. Ồ, một xô kem. Tuyệt quá. Ôi, tớ còn có cả thìa đây này. Tớ muốn thử thật là nhiều. Ôi, ngon thật đấy. Ôi, cho tớ thử với. Bỏ tay ra. Thôi được rồi. Hãy xem có gì trong két sắt của tớ nhá. Ôi, đây là cái gì vậy? Đây là lần đầu tiên tớ thấy một cái gì đó như thế này. Ừ, tớ cũng vậy. Nó đang làm gì vậy? Ôi, bạn ấy bị đóng băng rồi kìa. Ôi, thôi được rồi, tớ sẽ lấy thử cái này. Trời ạ, à, đây là ốt sao? Thật là một con ác mộng.
Đợi tí cậu có thể giúp Jennifer mà. Nhưng mà tại sao lại tớ chứ? Thôi được rồi, tớ có thể. Chỉ cần cắm một miếng và... Ôi, tớ đang cháy. Ôi, wow. Chờ đã. Không phải, cậu làm tan chảy đen kem của tớ rồi. Ôi, tớ phải làm gì bây giờ? Ôi, trời ạ, ở đây có lửa. Tớ có thể giúp cậu ấy. Ồ, trời ạ, cậu đã đóng băng ngọn lửa rồi sao? Wow, lửa trên băng. Trông nó giống như kem vậy. Ồ, cậu có thể là đóng băng cho tớ kem được không? Ừ, ok, không vấn đề gì luôn. Đây, lấy kem của cậu đi. Hoan hô, nó lại lạnh rồi. Ôi, rất là ngon. Có lẽ cậu cho tớ ăn với. Thôi được rồi. Đây. Ngon thật đấy. Tớ sẽ là người đầu tiên nhá. Có gì bên trong nhỉ? Một cái xe ô tô sao? Wow, tớ muốn chơi với nó càng sớm càng tốt. Nhìn nó này. Nhanh thật đấy. Và có thể điều khiển từ xa nữa chứ. Ôi, tớ nghĩ chán lắm. Mở của cậu ra đi. Đây là cái gì? Một đôi chân gà kinh tởm sao? Cái gì? Tớ phải ăn cái này sao? Không không, tớ không ăn đâu. Cậu phải ăn thôi. Nhưng mà tớ không muốn. Trời ạ. Ôi, thật là ghê tởm. Ôi, trông cậu thật là tệ. Ôi, ghê quá, tớ đủ rồi không ăn đâu. Thôi được rồi, tớ sẽ mở máy ảnh sô-cô-la. Wow, trông ngon thật đấy. Ôi, nó làm sao? Ôi, nó lại biến kết sắt thành sô-cô-la rồi này. Oh, wow, một cái kết sắt sô-cô-la thật là tuyệt vời. Ôi, ngon quá, tớ không thể nào mà dừng lại được. Ôi, trông ngon thật đấy. Ôi, cậu có thể làm chân gà thành sô-cô-la được không? Ừ, tất nhiên rồi. Đấy, sẵn sàng. Oh, wow, nó thực sự là sô-cô-la rồi này. Tớ có ý tưởng như này. Ôi, tớ hậu đậu qua đi mất. Ôi, cũng có thể xây dựng một tòa tháp từ chúng này. Ừ, làm đi. Chạy nào. Ôi, trời ạ, tớ thật là hậu đậu. Ê, cậu đã cố tình làm như vậy. À, cậu giúp tớ được không? Ừ, ok luôn. Hãy chụp một bức ảnh của xe này nhá. Ồ, nó đã làm việc rồi. Tớ muốn thử nó. Ôi, ngon thật đấy. Ồ, tuyệt vời. Ôi, tại sao tớ cần điều khiển? Cậu làm nó thành sô-cô-la đi. Ok. Ồ, tuyệt quá. Trời ạ, nó đã biến thành sô-cô-la hoàn toàn rồi. Ngon quá. Ngon thật đấy. Bây giờ chúng ta có rất nhiều sô-cô-la. Với kết thúc ngọt ngào này, chúng ta sẽ dừng video tại đây nhé. Các bạn hãy ghi trong phần bình luận các bạn thích cái nào nhất nhé. Những khoảnh khắc hài hước và những nữ anh hùng của chúng ta sẽ không khiến làm các bạn cảm thấy nhàm chán khi chờ đợi những video thú vị mới hơn từ Barada đâu.